Năm thứ, tuổi già nào cũng thèm khát. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, khi con người ta đã đi được một quãng đường dài, sang dốc bên kia, chuẩn bị tới đích tuổi xế chiều, cũng là lúc chiêm nghiệm ra nhiều thứ trong cuộc đời. Luyến tiếc có, giá như có, nhưng đó là quá khứ. Hiện tại với tuổi già, quỹ thời gian không còn nhiều. Vậy làm sao để có một cuộc sống viên mãn vẫn là nỗi trăn trở lớn. Không còn những khát vọng lớn lao được tung hoành và cống hiến như khi đang ở độ tuổi thanh xuân. Mong ước của tuổi già thường là bình dị, gần gũi và chính đáng nhất của cuộc sống. Điển hình là năm mong ước sau đây. Thứ nhất, trong túi luôn có tiền. Tuổi già là khoảng thời gian nguy hiểm nhất đối với mỗi người. Vì ở tuổi này, bạn vừa không có sức khỏe, vừa không có thu nhập ổn định. Nếu con bạn có hiếu với bạn, đương nhiên bạn là người rất may mắn. Nhưng nếu con bạn không thể báo hiếu với bạn, hoặc căn bản không hề muốn báo hiếu, thì bạn phải làm như thế nào? Thực tế, rất nhiều người khi về già đã đưa hết tiền cho con cái, với mong muốn con cái sẽ chăm sóc mình. Bạn nghĩ cách làm này có đúng không? Thực chất, hành động này không khác gì là đánh bạc đâu. Bạn dùng tất cả của cải dành dụm được, đánh cược hết vào lòng hiếu thảo của con cái. Nếu bạn thua, có nghĩa là con cái bạn không hề có hiếu. Không chỉ vậy, số tiền mà bạn đã liều lĩnh đánh cược cũng mất trắng. Về già, con cái có thể bất hiếu. Đây không phải là điều chúng ta có thể quyết định được. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn quyết định được việc giữ gìn tốt tiền bạc của mình. Cho nên, không phải thực dụng khi nói rằng đồng tiền là một trong những sức mạnh của tuổi già. Đây cũng là ước muốn, là mục tiêu phấn đấu của mỗi chúng ta ngay từ bây giờ, để chuẩn bị cho một tương lai tuổi già an nhàn, độc lập. Điều mong ước thứ hai, con cháu hạnh phúc, an ổn. Ở xã Bà Điểm, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, hiếm người nào đẹp lão bằng ông Bắc. Tuy đã 80 tuổi, nhưng ông có dáng người cao ráo, da thịt hồng hào, sống mũi thẳng, đôi mắt tinh anh, nói năng hoạt bát, hài hước. Đại gia đình ông Bắc có kinh tế khá giả. Vợ chồng ông là cán bộ cao cấp về hưu, vườn tược rộng rãi. Hai con trai ông khá thành đạt. Cứ tưởng tuổi già của ông an nhàn, nhưng cuộc sống vốn không như trong mơ. Bởi vì đứa cháu đích tôn ngoài 30 tuổi nghiện chất cấm hơn 10 năm nay. Người già thương cháu như thương con, cha mẹ cháu buồn một, vợ chồng ông buồn 10. Mỗi lần nghe ai khen mình đẹp lão, ông Bắc tặc lưỡi và cười chua chát. Đẹp làm gì khi nhìn cháu trẻ mà xanh xao, gầy gò, đứt từng khúc ruột. Nên dần già, hai từ đẹp lão ít ai thốt ra trước mặt ông. Cũng có người thương ông Bắc mà bảo ông rằng chẳng cần quá giàu, vì cả đời lo cho con cái rồi, cháu thì để cho cha mẹ nó lo, dứt bớt chút tình mà lo cho bản thân, ngày già còn bao lâu nữa. Đứa cháu sống chung nhà, mỗi lần lên cơn nghiện, một người nghiêm khắc như ông lại tự trách mình thiếu tinh tế để nhận biết ngay từ đầu. Ông giận mình, chứ ít khi nghe thấy ông trách đứa cháu hư hỏng, hay là trách cha mẹ nó mãi mê kiếm tiền mà thiếu quan tâm đến con cái, mẹ cha. Tầm tuổi ông bà,
rủng rỉnh tiền bạc, lẽ ra được thảnh thơi mới phải. May mà mỗi khi buồn, ông bắt lao vào đọc sách như là một cách giải khuây. Không giỏi giang như ông Bắc, nhưng hai hàng xóm nhà ông là ông Cảnh và ông Nhàn, những lão nông thứ thiệt, về già tiền bạc cũng chỉ đủ sống. Tuổi 80 mà các ông vẫn vác cuốc ra đồng vì muốn rèn luyện sức khỏe và vui thú ruộng đồng. Nhìn sang đám con cháu nhà người ta, ông Bắc thấy sao họ hạnh phúc thế. Đúng là chẳng ai khó ba đời. Ông cha nhà ông Cảnh, ông Nhàn mấy đời khó nhọc, dường như họ đúc kết được nguyên do là tại sao nghèo và khắc phục để tới đời con cháu thì có một cuộc sống khác. Dù không quá khá giả, nhưng mọi mối quan hệ, mọi hoạt động trong gia đình đều rất quy củ. Đứa lớn nói, đứa nhỏ nghe. Cái gì đúng thì làm theo, cái gì không đúng thì cùng bàn bạc. Cách xưng hô có trên có dưới, nghe cũng đủ hạnh phúc rồi. Cùng là cháu đích tôn, cùng tuổi với cháu nhà ông Bắc, nhưng cháu ông Cảnh đã là một chủ cửa hàng bán lẻ, ăn nên làm ra. Dù xuất phát điểm không bằng cháu ông Bắc, con cháu các ông ấy rất ngoan, lễ phép và hiếu thảo. Quý vị thân mến, niềm vui của ông bà, cha mẹ khi tuổi đã xế chiều có lẽ là được thấy con cháu từng bước trưởng thành, thành đạt. Mọi sự nỗ lực của mỗi người trong cuộc đời không chỉ nhằm khẳng định giá trị của bản thân hay cống hiến cho xã hội, đất nước, mà còn là để tạo đà làm cơ sở nền tảng cho thế hệ sau được tiếp nối, phát triển hơn nữa. Bởi vậy, chẳng món quà nào ý nghĩa bằng đối với mỗi người khi đã về già là thấy con cháu được học hành đến nơi, đến chốn, là các con, các cháu lần lượt yên bề gia thất, khỏe mạnh, thành công, và nhất là tất cả các thành viên trong gia đình luôn giữ được nếp nhà thuận hòa, hiếu hạnh. Bởi vậy mới nói, con cháu hạnh phúc, an ổn chính là sức đề kháng mạnh nhất của tuổi già. Điều mong ước thứ ba, tình làng nghĩa xóm, đói no sướng khổ, mất còn có nhau. Vì sao có nhiều người già, con cái thành đạt giàu có, nhà cửa đàng hoàng, muốn đón cha mẹ lên thành phố, nhưng họ lại một mực từ chối, mong muốn sống những năm tháng tuổi già ở chốn thôn quê? Là bởi ở tuổi này, với họ, vật chất giàu sang, tiện nghi đâu còn quá quan trọng. Điều họ cần nhất là tình làng nghĩa xóm, anh em họ hàng quây quần, sớm tối có nhau, sống bên cạnh những người láng giềng tốt, bản thân chúng ta cũng thấy yên tâm. Những khi trái gió trở trời, chỉ cần ới một tiếng, mọi người đã đến thăm nom hỏi han rồi. Rồi nhà này nhà kia có bắt canh ngon, có hoa quả, rau trái, vườn nhà cũng đem cho nhau lấy thơm thảo. Rõ nhất là khi nhà có việc, chẳng cần bạn đánh tiếng mời gọi, ai cũng hiểu và tự giác đến giúp một tay cho thêm phần sơm tụ. Có câu, cơm ăn không hết thì treo, việc làm chẳng hết thì kêu sớm diện. Nhưng đâu cần có kêu réo, tất cả đều giúp nhau, không toan tính. Còn khi có đám tang thì mọi người trong xóm cũng có mặt để san sẻ cùng gia đình phần nào những mất mát thương tâm. Đến khi chôn cất thì bà con cũng xúc động, đau xót, như thể chính mình vừa mất đi một người thân thương nhất. Cho nên tuổi già được sống bên cạnh những người xóm giềng, sống trong thứ tình cảm bình dị mà ấm áp ấy thì còn gì là hạnh phúc bằng.
điều mong ước thứ tư, hạnh phúc trong tình yêu thương của con cháu. Ai rồi cũng phải trải qua quy luật của con người, của vòng tuần hoàn sinh, lão, bệnh, tử. Lúc con cháu trưởng thành khôn lớn là lúc chúng ta ngày một già đi, sức khỏe đi xuống. Đó cũng chính là lúc chúng ta cần sự quan tâm, chăm sóc của con cháu để vơi đi cảm giác cô đơn và tuổi thân của tuổi già. Các cụ ta thường có câu: trẻ cậy cha, già cậy con. Mong ước tuổi xế chiều không phải là một cuộc sống giàu có, sung túc về vật chất, mà chính là được sống trong tình yêu thương ấm áp của con cháu và những người thân yêu. Tục ngữ Việt Nam có câu: già được bát canh, trẻ được manh áo mới. Nghĩa là với mọi đứa trẻ, việc có một bộ quần áo mới trong ngày Tết sẽ đem đến niềm hân hoan. Còn người già cần ăn uống đồ mềm vì răng đã yếu, đặc biệt là món canh sẽ giúp họ ăn ngon miệng và sống thọ hơn. Nhưng ý nghĩa sâu xa hơn của câu tục ngữ này chính là niềm hạnh phúc của người già khi nhận được sự quan tâm của con cháu. Với người già, đôi khi không phải vì bản thân họ không biết đi mua đồ, không biết ăn ngon, mà cái họ muốn được nhận đó là sự quan tâm của con cái, để biết rằng con cái vẫn luôn nhớ đến mình. Họ không cần con cháu phải làm điều gì lớn lao, chỉ cần quan tâm đến những điều nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của họ là đủ vui rồi. Bà nội không ở cùng gia đình tôi, nên mỗi khi nấu món ăn ngon, lạ, bố mẹ sẽ nhắc chúng tôi mời bà qua nhà hoặc là mang riêng một phần qua biếu bà. Và lần nào, bà cũng ăn thật ngon và vui vẻ, rồi đi khoe khắp nơi rất tự hào. Hôm qua, cô cháu gái nấu bún riêu cua mang cho một bác ăn mát ruột lắm. Có đồ ngon lạ, cả nhà luôn nhớ tới bà, muốn bà được thưởng thức, chứ không nghĩ sẽ khiến bà vui đến vậy. Bà luôn bảo: chỉ có nhà mày hay nấu món này món kia cho bà ăn, bà sống ngày nào thì được hưởng ngày đó, chứ chết rồi có mang được gì đâu. Cúng mâm cao cổ đầy rồi chúng mày ăn với nhau, chứ bà chết rồi ăn được thế nào nữa. Nghe bà nói vừa buồn cười vừa thương, nhưng ngẫm thấy cũng đúng. Khi ông bà cha mẹ còn sống không được ăn ngon, đến khi chết thì bày mâm cao cổ đầy khóc lóc nhớ thương để làm gì? Chúng ta càng lớn lên đồng nghĩa cha mẹ mỗi ngày một già đi. Ở cái tuổi gần đất xa trời, họ muốn được gần con cháu nhiều hơn, muốn được quan tâm nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn. Thế đấy, mong ước của người già đâu chỉ là được con cháu cho tiền, mua tặng đồ đắt, quý hiếm. Họ chỉ cần những thứ bình dị, nhỏ nhặt hàng ngày, nấu cho họ món ăn ngon, mua cho họ bộ quần áo mặc hàng ngày và thường xuyên trò chuyện với họ. Chỉ vậy thôi là tuổi già đã ấm áp và hạnh phúc lắm rồi. Điều mong ước thứ năm, chết mau bởi ốm lâu con khổ lại đau thân mình. Vốn khỏe mạnh lại hay làm, bà Hoa cảm thấy bức rứt khó chịu vì giờ phải nằm một chỗ sau cú trượt chân ngã trong nhà vệ sinh. Dù được con cháu chăm sóc, ăn uống, thuốc men chu đáo, nhưng từ ngày ngã đến nay, sức khỏe bà yếu hẳn. Nhiều khi bà muốn tự thân vận động những việc nhỏ như là vệ sinh cá nhân để không phải làm phiền đến con cháu, nhưng cũng không dễ dàng gì. Bà buồn bã nói:
Mọi hôm tôi còn đi chợ nấu ăn cho con cháu được, mà chỉ qua một đêm đã phải nằm một chỗ có người chăm như thế này rồi. Công việc của các cháu đã bận rộn vất vả, mình lại còn phiền chúng nó, tôi buồn lắm. Tuổi già ấy là khi ta không còn đẹp nữa, làn da trở nên nhăn nheo, mái tóc không còn đen dày bóng mượt nữa, lưng còng tóc bạc, vẻ thanh xuân năm xưa giờ chỉ còn trong hoài niệm hay trong những tấm hình ngày cũ. Tuổi già ấy là khi ta không còn khỏe, cái nhanh nhẹn tinh anh thuở nào đã bị thời gian và những nhọc nhằn cuộc sống bào mòn, những bước đi trở nên nặng nhọc, bệnh xương khớp bắt đầu hành hạ. Nếu làm một cuộc tổng quát, ta sẽ thấy nhiều chỉ số không còn bình thường nữa. Đáng buồn nhất là đôi mắt không còn theo ý mình, đọc sách hay là xem điện thoại đều phải mang kính thật bất tiện. Đôi tai cũng dần nghển ngãng, âm thanh nghe đã câu được câu chăng. Lúc này nỗi lo lắng lớn nhất của tuổi già chính là sức khỏe suy yếu, bệnh tật, không thể tự túc trong sinh hoạt và phải phiền đến con cháu. Những điều tưởng chừng đơn giản khi ta còn trẻ lại chẳng dễ dàng gì khi ta đã bước vào tuổi già với những điều lực bất tòng tâm. Tuổi già như ngọn đèn treo trước gió, sáng đó nhưng rồi cũng có thể vụt tắt ngay. Vậy nên có thể không nói ra, nhưng rất nhiều người mong muốn một tuổi già khỏe mạnh, ít bệnh tật, tự phục vụ được bản thân. Nếu có bệnh thì chết mau, chứ để ốm lâu vừa đau thân mình vừa phiền đến con cháu. Mong ước này nghe thật chua xót, nhưng cũng cho thấy nỗi lòng của tuổi già đến khi già rồi vẫn không ngừng nghỉ và lo cho con cái hết thảy. Quý vị thân mến, quy luật sinh lão bệnh tử không chừa một ai. Từ ngày xưa, những vị vua chúa đã không ngừng đi tìm cho mình một phương thuốc trường xuân bất lão, trường sinh bất tử. Nhưng rồi, dù giàu có và đầy quyền lực, họ cũng không tránh được quy luật của muôn đời. Cây tre không già đi, thì sao có chỗ dựa cho những mầm măng mọc lên? Phải chấp nhận rằng, cơ thể chúng ta đang già đi mỗi ngày, và rồi chúng ta cũng sẽ cùng về nơi ấy. Dù có thành công hay chưa thì cũng hãy cứ đi đi, chớ ngại ngần gì, đường dưới chân là bể nước, cuộc đời là để đi qua, tuổi già nhất định sẽ tới. Mong lắm một tuổi già không chông chênh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.